cán bộ công chức lại co cụm cầu an, không dám làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình, chứ chưa nói đến là đổi mới, sáng tạo, đột phá. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách cùng tham gia chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội khóa 15, nguyên hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm không còn là câu chuyện hy hữu mà nó diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, từ trung ương tới cơ sở. Trong đó có cả những địa phương từng ghi dấu ấn là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đột phá. Dùng người tốt để cho người ta hành quân. Còn bộ phận nào yếu kém, bộ phận nào tư tưởng chưa ổn, e dè, thiếu sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, cầu an, vân vân như các đồng chí nói, thì phải kiểm tra giám sát. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức có tâm lý bàn lùi, không làm thì không sai, không dám tham mưu đề xuất, đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Tôi thấy rằng hiện nay bên trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, nó bao gồm hai nhóm cán bộ. Một là nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Việc chậm giải quyết các thủ tục hành chính và chần chừ quyết định các công việc theo thẩm quyền đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, và nếu tình trạng đó kéo dài thì sẽ làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Nhiều người gọi đó là tình trạng 3-0 trong đội ngũ cán bộ công chức, đó là không dám nói, không dám làm hoặc là làm việc rất là cầm chừng, không dám tham mưu đề xuất. Ông nhìn nhận như thế nào về cái thực trạng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay? Hiện nay ấy, thì chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng gọi tên là mình sợ trách nhiệm ấy, nó có vẻ là nổi trội và nó có vẻ là xuất hiện ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, chứ cũng không còn là một cái hiện tượng đơn lẻ nữa. Tuy nhiên ấy, thì tôi có nghiên cứu thì tôi thấy rằng ấy, có lẽ đây cũng như là cái tham nhũng tiêu cực ấy, thì nó cũng là một cái căn bệnh trầm kha trong cái vấn đề quản lý nhà nước. Ấy, bởi vì ấy, cách đây 65 năm, ngay từ năm 1958 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ cái căn bệnh sợ trách nhiệm này. Và những cái lời của bác mà tôi bây giờ đọc lại thì tôi có cảm giác như bác đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Tức là bác nói là gì ạ? Có lợi cho tôi thì tôi tích cực, không có lợi cho tôi thì tôi tiêu cực. Tôi cũng muốn có địa vị cao nhưng lại sợ trách nhiệm. Và rồi gần đây nhất tôi được tiếp cận một cái công trình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đấy với bút danh là người xây dựng viết trên tạp chí Cộng sản một cái bài viết 50 năm rồi. Cũng có tên là bệnh sợ trách nhiệm. Thế thì Tổng Bí thư lúc ấy chỉ rõ ra là gì ạ? Người sợ trách nhiệm thường làm việc một cách cầm chừng cho đủ bổn phận, cốt sao không phạm phải khuyết điểm gì lớn. Vì luôn luôn lo sợ phải chịu trách nhiệm về những việc sẽ xảy ra cho nên không muốn cải tiến công tác, không dám mạnh dạn thay đổi những cái hợp lý, chỉ làm theo nếp cũ. Đấy là tôi nói về lịch sử một chút để chúng ta thấy là gì ạ? Quả tình ấy, trong cái bộ máy hành chính của chúng ta ấy, nó vẫn có cái tình trạng này. Tuy nhiên vấn đề hiện nay chúng ta đặt ra ở đây ấy, thì có lẽ là nó trở thành một cái hiện tượng nổi cộm rồi. Nó gây ra những cái sự đình trệ và có thể nói là đến nửa nhiệm kỳ rồi, rồi là ví dụ nửa năm rồi. Thế nhưng mà nhiều khi ví dụ như là những cái vấn đề triển khai từ vốn đầu tư công cho các thứ thì nó vẫn là những cái con số rất thấp. Thế thì một trong những cái nguyên nhân đó là có cái tình trạng ấy là sợ trách nhiệm. Dạ vâng. Đó là cái tình trạng đùn đẩy né tránh, sợ trách nhiệm, cầu an. Ông thấy rằng là những cái đối tượng nào, những lĩnh vực nào, những bộ phận nào mà thường có cái xu hướng như thế ạ? Tôi rất là đồng tình ý kiến của thầy Cường liên quan đến cái thực trạng, cái tình hình cán bộ hiện nay sợ trách nhiệm, sợ sai. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng là trên diễn đàn, trên công chúng thì đưa ra những cái thông điệp rất lớn là làm sao phải trị cái bệnh này, xem đó là một cái loại bệnh. Còn cán bộ biết sợ là chúng ta phải thấy là đó là điểm mừng đấy. Làm mà không biết sợ là nguy kịch lắm. Phải biết sợ sai, phải biết rằng là đảng ta đang xử lý là không có rào cản. Cho nên rằng là phải biết sợ để làm đúng,
để làm tốt hơn, để đóng góp cho người dân nhiều hơn. Nhưng sợ đến mức là sợ trách nhiệm. Phân công anh làm như vậy, nhưng anh sợ, anh không làm, anh đùn đẩy, thì đấy là một cái bệnh mà chúng ta phải trị. Những vấn đề về liên quan đất đai này, liên quan đến vấn đề xây dựng nè, liên quan đến vấn đề cấp phép đầu tư nè, liên quan đến vấn đề quy hoạch nè, thì hàng ngày nó diễn ra rất nhiều cái hồ sơ về cái thủ tục hành chính lĩnh vực đó. Tôi muốn hỏi liên quan đến vấn đề về đầu tư thì có cái đình trệ, thì có cái vấn đề là đùn đẩy giữa các cái sở ngành trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề một cách tốt nhất cho người dân, thì chúng ta đang có một sự chậm lại. Với một cái mục tiêu, một cái yêu cầu của một thành phố và một cái kỳ vọng rất lớn của cả nước đối với một cái thành phố là đầu tàu kinh tế như thế, thì cái sự chậm trễ, đùn đẩy của một số sở ngành thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu chung của phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Và không phải chỉ câu chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh, mà đây là cái vấn đề mà diễn ra ở rất là nhiều địa phương, đơn vị, nhiều ngành. Thưa hai vị khách, tôi muốn hỏi cả hai vị khách là nếu như cái tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám quyết những việc trong thẩm quyền của mình mà đã kéo dài và ở một cái diện rộng như thế, thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy gì cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước? Thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ. Cái đầu tiên ấy, là chúng ta thấy cái hệ lụy đầu tiên ấy, là nó làm ấy, là cái đình trệ mọi cái sự vận hành. Là đang vận hành bình thường thì bây giờ ấy chỉ cần một khâu thôi nó nghẽn thì ngay lập tức ấy, nó giống đoàn tàu ấy, là nó bị dồn toa. Thì đấy là cái hệ lụy thứ nhất, là nó đình trệ trong một số các cái ngành, một số cái lĩnh vực. Cái thứ hai ấy, lại nhìn xa hơn một chút ấy, thì lại là thấy nó gây cản trở cho cái công tác cán bộ. Có đủ điều kiện, có cơ chế rồi nhưng không làm, thì bản chất là anh là trở thành vật cản. Anh chiếm chỗ của những người ấy, người ta có dũng khí, người ta có đủ tự tin và người ta có hiểu biết để người ta dám quyết liệt, dám như cán bộ. Sáu dám ấy là dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và một cái hệ lụy thứ ba thì tôi thấy thật sự là nó đáng lo. Đó là gì? Là nó gây suy giảm cái niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự quản lý của nhà nước. Thì cái hệ lụy ấy, cái hệ lụy mà sẽ khó khắc phục nhất. Và thưa giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, chúng tôi cũng được biết là vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái doanh nghiệp họ kiện Sở Xây dựng thành phố về cái chuyện mà chậm trễ trong giải quyết hồ sơ thủ tục khiến họ thiệt hại đến hơn 1.000 tỷ đồng. Và theo ông thì nếu như cái tình trạng mà không quyết liệt, lợi dụng cái chuyện mà xin ý kiến chẳng hạn để mà chậm cái việc giải quyết cái yêu cầu chính đáng của người dân, của doanh nghiệp, nếu như cái tình trạng này không được giải quyết mà cứ kéo dài thì nó sẽ gây ra cái hệ lụy gì cho việc mà thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố ạ? Như ý kiến của thầy Cường ấy, thì tôi rất là đồng tình là ở chỗ là cái hệ lụy của cái việc sợ trách nhiệm này rất là lớn. Ảnh hưởng đến không chỉ là nhà nước, ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến cái xã hội và ảnh hưởng đến niềm tin của dân nhân, niềm tin của người dân, làm chậm trễ và giảm sút cái tinh thần khát khao cống hiến nữa. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta đã xác định đây là loại bệnh thì chúng ta phải trị, và tôi ủng hộ cái vấn đề là phải xử lý nhanh cán bộ và phải có công cụ để đánh giá. Thì thành phố hiện nay đang thực hiện và đang đẩy nhanh cái vấn đề là kiểm tra công vụ và rà soát các cái nhiệm vụ của các cái sở ngành, và nhất là những sở ngành có liên quan rất nhiều đến những vấn đề nhạy cảm liên quan đến các cái hồ sơ của các cái doanh nghiệp. Thành phố hiện nay thì có khoảng là trên 300.000 doanh nghiệp đang còn hoạt động, thì nếu một hai doanh nghiệp mà có tranh chấp, có thực hiện thì nó cũng là một con số phản ảnh tương đối thôi, nhưng mà doanh nghiệp cũng phải mạnh dạn cái việc đó, và sở ngành cũng phải ý thức rằng anh làm không đúng thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ vâng, tôi rất là đồng tình với cả là các cái chia sẻ của hai vị khách mời về những cái hệ lụy xảy ra nếu như mà cái tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, co cụm trong một cái bộ phận cán bộ công chức, nó lại còn ảnh hưởng đến cái uy tín của một cái cơ quan công vụ. Bởi vì tôi cũng được biết là rất là nhiều những cái cán bộ công chức mà họ rất là hết lòng hết sức phục vụ người dân, nhiều khi là làm hết việc chứ không hết giờ, rồi là tận tụy để mà hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta thì đều xác định cán bộ công chức là cán bộ của dân và có trách nhiệm phục vụ nhân dân. Và nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho tình trạng cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thận trọng một cách quá mức, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết cả những việc trong thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, cho dù là nguyên nhân gì thì hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm là vi phạm quy định của Đảng và nhà nước. Tại cuộc họp
thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh phải rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy cần tập trung để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này. Phải thay đổi và xóa bỏ cái nhận thức của một số cán bộ công chức về hiện nay là có cái tư tưởng là không làm thì không sai. Và hơn nữa thì chúng ta cũng thấy đây chính nó là cái dấu hiệu của một loại tự diễn biến cản trở nghiêm trọng sự phát triển. Những biểu hiện cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị địa phương để làm gương, tạo sự cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nay vẫn xin nhắc lại, nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên cho người khác làm. Chúng ta đẩy mạnh cái xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, kết hợp với phòng chống tham nhũng thì cũng có lúc có nơi có người là lạm dụng cái chuyện đó để né tránh, đùn đẩy trách nhiệm không làm. Nhưng thực ra nếu mà chúng ta làm đúng quy định, nếu mà chúng ta tận tâm tận lực cho công việc thì cũng có gì phải ngại. Sai thì sợ, sai mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Nhưng điều đó không có nghĩa là không dũng khí, không bản lĩnh, không trách nhiệm để mà dám đương đầu với những thử thách này mà làm. Và đảng cần những người như vậy. Cho nên cũng phải tự nhiên đồng chí Tổng Bí thư nói rằng là nếu ai mà không làm thì đứng sang một bên là vì như thế. Tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta không thực hiện tốt cái xây dựng và chỉnh đốn đảng chống tham nhũng và tiêu cực vừa qua thì có khi tình hình còn xấu hơn nhiều. Nhờ có cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng mạnh mẽ như thế thì cái kết quả mang lại nó mới được như ngày hôm nay. Cho nên tôi nghĩ rằng là phải tìm hiểu cái hiện tượng là cơ hội chủ nghĩa, tức là dễ làm khó bỏ. Lúc nào đó mà thuận lợi thì chúng ta mới xăn tay áo vào, còn lúc khó khăn thì đùn đẩy cho tổ chức này, cho tổ chức khác, cho người này người kia, còn mình là xem như ngoài cuộc tốt đẹp lên. Tuy nhiên cái thời gian gần đây thì có một số cái ý kiến ngụy biện cho rằng chúng ta đẩy mạnh cái công cuộc đấu tranh phòng chống tiêu tham nhũng tiêu cực mạnh quá, cho nên không làm thì sẽ không sai, làm việc cầm chừng thận trọng để mà giữ được cái sự an toàn cho mình. Ông nghĩ như thế nào về cái lý do này ạ? Đúng như biên tập viên Quỳnh Trang dùng cụm từ ấy đấy, là ngụy biện, tức là cái lý do nó không chính đáng. Chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật là thế này, cùng một cái sự việc nó diễn ra nhưng có nhiều cái góc nhìn, nhiều cái cách tiếp cận. Ê, tôi nói ngay như cái vấn đề chúng ta phát động cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ê, thế thì ấy là gì ạ? Ngay trong cái số liệu điều tra của Ban Tuyên giáo Trung ương ấy là 93% nhân dân đồng tình và ủng hộ. Và chính vì thế cho nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới phát biểu là gì? Đây là một xu thế không thể đảo ngược. Ê, thì rõ ràng là chúng ta đã lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, và chúng ta đấu tranh chống tiêu cực là gì? Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ấy, tuy nhiên thì các thế lực thù địch nó vẫn nhìn với một cái góc độ xấu. Có người còn nói rằng đây ấy là đấu đá nội bộ, là thanh trừ phe phái. Thì cái đấy chúng ta cũng phải thấy là gì ạ? Rõ ràng ấy là những cái người ấy, người ta chống phá, người ta nhìn hằn học thì người ta đưa ra cái luận điểm như vậy. Có thể thấy là với cán bộ công chức thì có một số ít những cái vị trí rất là nhạy cảm. Cái ranh giới giữa đúng và sai nó cũng rất là mong manh, thì người ta thận trọng dè dặt. Tôi nghĩ rằng là cái lý do đó thì phần nào đó mình có thể chia sẻ được. Tuy nhiên là có những cái vị trí làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình, người ta còn không làm, người ta xã hội còn gọi đấy là cái hiện tượng vô cảm. Mà trong cái bối cảnh hiện nay khi mà đất nước ta đang đặt ra những cái nhu cầu phát triển như thế thì rất là cần là những cái người lãnh đạo quản lý là phải có bản lĩnh, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Nếu như mà không có những cái cán bộ như thế mà lại dễ làm khó bỏ,
Ông nghĩ sao về cái thực trạng cá nhân chủ nghĩa trong cái câu chuyện mà cán bộ đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm hiện nay? Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là có ba cái mà cái dạng cán bộ mà rơi vào cái sợ trách nhiệm này. Cái thứ nhất là những cái người ấy, tôi khẳng định ấy, là cái năng lực yếu. Năng lực yếu cho nên là anh ta không nhận thức được là cái việc anh ta làm nó đúng hay sai. Nắm cái chuyên môn nó cũng yếu cho nên cũng không biết được là mình phải làm gì. Hay nói cách khác là ngồi nhầm ghế. Cho nên ấy, là sợ, bây giờ không dám làm gì cũng sợ. Cái thứ hai ấy, đúng là cũng có cái tác động của cái đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực này. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và ở Việt Nam chúng ta bây giờ không còn câu chuyện là hạ cánh an toàn nữa. Nếu như anh có sai lầm khuyết điểm, anh sẽ phải bị trả giá về cái khai sai lầm khuyết điểm mà anh gây ra. Thì biết đâu ấy, là nói thành thực ấy, là có khi là tay đã nhúng chả. Cho nên ấy, bây giờ ấy, là co mình lại phòng thủ che chắn. Bởi vì sợ ấy là bây giờ lỡ mà làm sai thì đến lúc khui ra ấy, thì hàng loạt những cái sai khác nó lộ ra. Thì đấy là cái dạng thứ hai. Và cái dạng thứ ba ấy, thì tôi cho rằng ấy, là ở đây ấy, là nó có cái vấn đề ấy, là do ấy, là cái dũng khí cách mạng, cái tinh thần của người đảng viên nó yếu. Nó yếu cho nên ấy, là mới dẫn đến là trung ương ấy, phải khuyến khích là gì? Thế đúng thì phải dám bảo vệ, thế sai phải dám đấu tranh. Đấy thờ ơ vô cảm mà. Cho nên là thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai là không dám đấu tranh. Vô cảm, vô trách nhiệm trước hành vi sai trái trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Nó dẫn đến một cái sự chai lì. Đấy, cho nên ấy, tôi nói lại là đấy, cái hệ lụy cuối cùng ấy, là nó dẫn đến là mất lòng tin. Đấy, cho nên là ở đây ấy, là cái dù ở cái trại, cái dạng thức nào, ba cái dạng thức ấy, thì cuối cùng vẫn dẫn đến một cái hệ lụy lớn. Đó là nó gây ách tắc đình trệ trong cái công việc chung. Vâng, đấy là những chia sẻ của ông Cường ạ. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, ý kiến của ông như thế nào ạ? Nếu như chúng ta phát hiện được mà cán bộ sợ trách nhiệm, suy thoái về đạo đức tư tưởng, thì cái việc xử lý rất là nhanh, là chúng ta phát hiện được liền. Nhưng mà đằng này đó, có những cán bộ là bệnh đó, nhưng mà biểu hiện bên ngoài chúng ta không thấy. Biểu hiện bên ngoài chúng ta thấy. Cho nên chính vì lẽ đó chúng ta không xử lý. Nhưng mà hậu quả thì rất là lớn. Bởi vì là hiện nay nó có cái tình trạng mà chúng ta có thể hình dung là cán bộ nó chỉ làm đúng cái bộ phận của mình thôi, trong phạm vi mình thấy đúng giải quyết. Trong hàng ngàn hồ sơ đó thì có khoảng 500 hồ sơ đúng họ giải quyết nhanh, còn 500 hồ sơ là thấy khó họ đẩy sang cái đơn vị khác, họ chuyển ra khỏi phòng mình càng sớm càng tốt, hoặc là lại nâng cao cái vấn đề nguyên tắc trung dân chủ, rồi lấy ý kiến tập thể, rồi đem ra tập thể để bàn tới bàn lui, dẫn đến cái chặt chẽ trong việc xử lý thì như vậy.